Mẹ nói như mốt mày lại tao bỏ mày với trẻ một coi. Nhưng mà hồi đó giờ mẹ có bẻ không? Bỏ không? Dạ con nói á, là điện thoại nè, mẹ con mua từ đồng để tập giật giấc giả nuôi con gì á, mua cho con xài nè con á, không có cần nhiều chứ có xài là được rồi. À, con đang xài Facebook thì tại sao con lưu tên của mẹ con mà không lưu tên con? Dạ tại nè là con muốn á, điện thoại á mẹ con chính tay làm game cho con á, không phải giữ gìn là đưa tên cho mẹ con không có căng. Dạ. Con đưa tên mẹ thôi. Rồi tên gì mẹ tên gì? Dạ tên Hiền. Hiền. Tên của con cũng đẹp mà. Dạ mà con không thích cái này là mẹ con làm cực khổ luôn cho con nên con sẽ để tên mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ dạ. Con mua đây. Thôi tiền đó mẹ dành mẹ lấy hàng đi. Tại sao con không mua gấu bông, mua gấu bông rồi chứ? Ý nó kêu chị đi lấy cái hàng bán rồi đồ bán á. Mua gấu bông đi. Thôi, gấu bông con có nhiều rồi, mẹ con mua cho con rồi. Ừ, con được mấy con gấu bông mày? Dạ con nhiều lắm, một hùng lắm. Vậy bữa nay lấy tiền mua điện thoại chơi game rồi chứ? Không, tiền đó để mẹ lấy hàng buôn bán, mẹ lấy hàng buôn bán nè. Từ 1 triệu đó này mẹ lời thật nhiều nè, mẹ nuôi con mới đúng chứ. Chứ 1 triệu đó xài nhanh hết lắm, đâu có nuôi con cả đời được đâu. Dễ thương quá. Thì với cô bác anh chị á, là khi nãy trước khi ghi hình á, là tụi mình có gửi là thấy bé dễ thương quá. Thì nói với mẹ của bé là muốn là nhận bé về nuôi. Thì mẹ bé đồng ý rồi, muốn sang tên đội chủ luôn. Bây giờ biết là con sao? Bây giờ sao? Mẹ ở với mẹ con à. Bây giờ mấy chú đưa lên Sài Gòn học, không còn phải làm vất vả nữa nha. Thôi, con lên lớn mà, mẹ con không mấy chú. Nhưng mà con ở chỗ khác con được ở nhà lầu đi xe ô tô nè. Thôi, không cần, ở cái đó con không cần giật chặt, con chỉ cần mẹ con thôi à. Sao không cần? Con không cần giật chặt? Tại mẹ con để con ngay 9 tháng 10 ngày là ăn cực khổ lắm. Con khóc luôn rồi. Ôi, sao con khóc? Sao con khóc rồi? Mấy chú giỡn đó. Mẹ qua đây. Thương mẹ quá à. Mấy chú giỡn thôi à. Mẹ nói mẹ giỡn đi. Mẹ nãy giờ mẹ giỡn á. Mẹ giỡn với mấy chú chứ không có cho con. Lớp học không giỏi lắm. Học đủ thôi. Khiêm tốn. Đủ lên lớp thôi. Đủ lên lớp chứ không có giỏi. Ở trên trường chắc là con nói chuyện số 1 rồi đó ha. Dạ, bây giờ nó chơi con nói chuyện thôi chứ giờ học không có được nói chuyện, nó chơi nó. Ra chơi đó. Dạ, đúng rồi, ra chơi con nói chuyện với bạn nè, đi mua đồ ăn với bạn chứ trong giờ học á, con học bài. Cho tại vì đầu tiên mẹ con làm cực khổ cho con đi học mà, đó, con phải quý trọng là mà sao, mà sao con nói chuyện với các chú nhắc về mẹ con thường hay muốn khóc vậy? Đây, con sợ mẹ con bỏ con lắm. Mẹ đâu bỏ đâu, mẹ thương mà. Sao tự nhiên con có tư tưởng là sợ mẹ bỏ mẹ? Trước giờ con nói bỏ con đâu? Dạ có. Có hả? Mẹ nói mẹ, sao? Mẹ nói sao? Mẹ nói giờ mốt mẹ lại là bỏ mẹ như trẻ mồ côi. Nhưng mà hồi đó giờ mẹ có bẻ không? Bỏ không? Mà cũng sợ mẹ bỏ con lắm. Nhưng mà con có lì không? Dạ không. Không có lì thì đâu sợ, chỉ sợ người lì thôi chứ. Rồi buổi trưa hai mẹ con ăn uống sao? Dạ, chị ăn cái đó à. Chứ không có như ở nhà. Khi có cơm tấm á, chạy ngang thì mua cơm tấm. Có cái gì ăn cái đó, không có đòi hỏi. Nhưng mà đó giờ là con thèm ăn món gì nhất cho chia sẻ cho cô chú anh chị được rồi. Dạ, con thích nhất á là ăn cơm của mẹ nấu. Trời. Tại sao ví dụ như cơm tấm á, người ta có sườn nè, có miếng sườn ngon nè, mẹ nấu đâu nè, mẹ mua được miếng sườn cho con ăn đâu? Dạ, nhưng mà cái này cũng là chính tay mẹ con nấu ngon hơn mọi người nấu. Trời. Trả lời lanh ghê ha, lanh quá mà lại rất là nói chuyện dễ thương, mở miệng ra có tiếng mẹ liền luôn á. Nhưng mà có tiếng nha, dạ liền. Bây giờ mẹ con đi chợ mua một cái phần cơm mà có miếng sườn á là mẹ tốn 100 ngàn, còn mẹ ra ngồi tiệm quán ăn á mẹ mua khoảng hộp cơm có 30 ngàn à,
là được ăn ngon, rẻ tiền hơn. Vậy con nhưng thích mà rẻ tiền mà cái đó chỉ ăn được một lần, còn mẹ con nấu ăn được một ngày là ăn. Hỏi tự nhiên bốn lần có tiền nuôi mẹ. Đâu con hát bài gì, hát múa được không hay là hát thôi? Dạ con biết nhảy, biết hát thì con hát bài chú ít căng đi. À rồi con hát đây cho chú đứng đứng lên đây ha.